Chào mọi người, đây là nguyên liệu để nấu món hôm nay, cà tím nhân thịt. Đầu tiên là ướp thịt với ít gia vị, muối, bột ngọt, đường. Đây là bột năng, cho vào một ít. Thêm một quả trứng gà nữa. Khuấy đều lên. Pha một ít giấm vào nước để cà không bị đen. Có thể dùng chanh thay thế. Cà tím mình cắt lát mỏng và ngâm vào nước. Giờ mình sẽ khoét bỏ ruột cà tím bằng cái chai này, mọi người cùng theo dõi nha. Có thể dùng muỗng hoặc dùng dao, nhưng mà nó sẽ lâu và nó sẽ không được đẹp bằng cách này đâu. Đây nè, rất là dễ dàng luôn. Thêm một lần nữa nè. Rất tròn nha. Bây giờ vớt cà tím ra để ráo nước, hoặc là mình lau khô nó đi. Bây giờ cho vào chảo một ít dầu, xếp cà tím vào. Cho thịt vào đây. Mình giảm lửa đi để thịt nó chín đều. Mọi người thấy hay thì cho mình một like nha. Bạn nào chưa đăng ký kênh á, nhớ đăng ký kênh nhé.
chiên vàng hai mặt rồi thì xếp bánh ra đĩa. Khi ăn thì có thể chấm kèm với tương ớt. Mình sẽ tách thử một cái ra cho mọi người xem nha. Ăn rất ngon. Mọi người hãy làm cho gia đình mình thưởng thức nhé. Hẹn gặp lại vào thứ tư tuần sau. Bye bye.